Minh Huyền Thương Ngày Nắng Về nói gì khi được cho là đẹp hơn Kim So Hyun ở bản Hàn? Thương Ngày Nắng Về là bộ phim được remake từ tác phẩm ăn khách của Hàn Quốc có tên Mother of Mine. Đóng vai nữ chính Vân Trang ở bản Việt là nữ diễn viên Phan Minh Huyền. Trước đây cô thường được gọi với cái tên Huyền Ly Di. Ngay từ khi xuất hiện, khán giả đã bị cuốn hút bởi nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều người còn nhận xét Phan Minh Huyền xinh đẹp hơn Kim So Hyun, người đóng vai nữ chính ở bản gốc. Trước ý kiến này, mới đây, Phan Minh Huyền đã chia sẻ suy nghĩ của mình. Theo đó, Phan Minh Huyền cho biết cô chưa đọc được những bình luận đó nhưng nếu cô đọc được thì bản thân cô sẽ cảm thấy rất sung sướng. Tuy nhiên, Phan Minh Huyền cho rằng nếu khen cô xinh đẹp hơn thì hơi quá vì nữ diễn viên trong bản Hàn không chỉ diễn xuất tốt mà còn rất đẹp. Phan Minh Huyền đoán rằng phải chăng vì độ tuổi các diễn viên trong bản Hàn lớn hơn so với độ tuổi các diễn viên bản Việt nên sự trẻ trung của Vân Trang cũng như các nhân vật trong Thương Ngày Nắng Về khiến khán giả yêu mến và đưa ra nhận xét như vậy. Ngoài ra, Minh Huyền bộc bạch Vân Trang là một vai diễn nặng ký với cô, bởi vậy nên nếu được khán giả khen về diễn xuất thì nữ diễn viên sinh năm 1990 sẽ vui hơn rất nhiều.